gì đó. Trời ơi, có ngó gì đâu. Anh đang nhìn lúa đơm bông mà lòng rộn lên một niềm vui nhỏ nhỏ. Nhìn những cánh cò bay la lạ mà anh ngỡ đâu vạt áo người yêu phất phơ ngoài đầu ngõ. Anh ao ước được cùng ai tỏ bài tâm sự. Thì bỗng nhiên nghe bước chân đi nhẹ nhẹ, khi quay lại thì ra đó là em Hồng. Mới sáng sớm em đi đâu mà tay thì sắp chiếc lồng tre, còn tay kia ôm mớ rau dừa. Lòng tre sơn xanh sơn đỏ, đôi má hay hay nhánh mặt trời lên sáng tỏ, bên mái nhà tranh nhỏ nhỏ đồng sương mờ. Nhìn em rạng rỡ với nụ cười tươi, đang nhìn anh với đôi mắt sáng ngời. Anh nghe lòng mình sao xuyến một niềm vui, như muốn chan hòa cùng mùi hương lúa sớm. Trổ đồng đồng rồi chứ bộ. Thì anh cũng biết vậy rồi. Vì lúa ăn á là lúa ngắn ngày, phải không? Anh Thanh à, anh hãy nhìn xem gió thoảng đưa hương hương bay trong gió, bông lúa thơm thơm la la trên đồng. Bông lúa hương đưa hay tóc của em con sao nó nói ba tiếng chị Hồng ơi. Sao anh? Thì tại sao em sao không dạy cho nó
mời hay là có huệ cô mai đó. Hồng ơi em quá là người mẫu mình, em là cái giỏi siêng năng, hết hải bà con cô bác xa gần ai cũng đều mến yêu em. Thế không? Nhớ một mình em thôi đầy đủ lắm rồi, anh còn phải nhớ đến ai? Ai biết được, nói phải nhớ nghe, có nhiều người làm chứng lắm à. À anh Thanh ơi, mới hồi khuya hôm qua đó, khi vừa cho tầm ăn xong thì má bà kêu lên nhà trên, má hỏi. Ủa, má hỏi gì vậy em? Má hỏi thằng Thanh con em Nam Ngữ ưng hay không thì mày nói, để tao còn trả lời với ảnh chứ. Ừ. Anh nhờ mối mai đêm trầu cao sáng, dạm hỏi cho cuộc hôn nhân hai đứa được vuông tròn. Rồi em đứng vậy lâu em mới nói. Ủa nói gì? Em nói gì? Dạ con bằng lòng. Trời ơi bằng lòng. Em bằng lòng mà làm cho anh quá khổ. Rồi má mới nói. Má ai ta? Má em. Ủa má em cũng là má của anh mà. Ha. Thôi má là má chung của hai đứa. Má nói Hồng ơi, con sáng lo chuyện ruộng nương đặng lo sắm tết, mà cái tết năm nay là cái tết quy hoàng. Một cái tết quy hoàng. Bà Hồng ơi, tết là đám cưới nghe. Chứ sao anh á, là chắc là anh nhờ anh Công này nè. Anh Công là đại diện bên đàn trai anh đó nha. Thôi em nhờ anh Sĩ đi làm chủ hộ mình gái được không? Được không anh Sĩ? Nhưng mà điều anh còn ngại một điều em ơi. Chuyện gì á anh? Là má em á, bà khó quá. Bà bắt anh là phải đội khăn đóng, mặc áo dài, kỳ quá em ơi. Trời ơi, có gì đâu kỳ. Nói nghe nè, muốn được vợ thì phải ráng chịu cực chịu khổ, bực mình chút đỉnh thôi mà, mắc cỡ gì anh? Biết vậy rồi đó chứ mà. Thương nhau chặt ngày đắng cay, huống chi cái chuyện còn con tầm thường. Anh à, đó rồi mỗi buổi sáng tinh sương hai đứa ra ruộng. Xin cảm ơn đôi bạn anh Vũ và chị Tiết rất nhiều.